Ok, chào mừng 500 anh em đã trở lại với cái kênh Trải nghiệm TV. Chúc tất cả anh em xem video clip thật là vui vẻ nè. Trong khi xem video thì các anh em tiếc gì cho em ấy một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Đừng quên bật luôn cái chuông thông báo lên để nhận những cái video, những cái like sớm nhất từ cái kênh Trải nghiệm của mình nha anh em. Hôm nay là tiếp tục một cái series dài tập ở một cái con game là Ega of Logankia. Thì các anh em thấy gì chưa? Hôm qua được một cái win thì hôm nay đã có cái con nhân vật là Summo. Và đây là một con nhân vật cực kỳ quen thuộc. Hôm nay mình đi làm nhiệm vụ ngày và kèm theo đó là đủ level thì mình sẽ làm luôn một cái nhiệm vụ để mà mình học được skill nè, được những cái vũ khí cao, mặc được những cái set đồ cấp cao. Thì hiện giờ cái level của mình là 189. Không xài bùa, không xài bút gì hết nên nó hơi chậm chút xíu nha anh em. Đợi tới level là 220 thì mình sẽ đi làm tổng thể luôn cho em đó để mình học những cái kỹ năng cho anh em xem. Mình học những cái kỹ năng như gì đây? Có một cái skill sốc điện. Và các anh em thấy gì chưa? Mình đang chuẩn bị cho em ấy đầy đủ bộ dạng để làm cái gì anh em? Để xây win đó anh em à. Cuộc đời nó thật chớ chiêu anh em. Khi hôm qua thì mình review một cái clip đó, mình đã sạn đồ tới lui. Thì mình đã xóa đi một cái set đồ cộng chính rất là đẹp của cái em Sum này. Trong khi đó thì cái đêm lại thì mình đã xây được cái win. Còn bây giờ phải đi quăng từ cái huy chương mà hồi trưa tới giờ mình quăng rất là nhiều huy chương luôn. Thì nó đã ra lại cho mình 4 món và còn thiếu cái mũ nha. Cho nên anh em nào mà có cái mũ thì liên hệ với mình sẽ mua lại bằng B nha. Hiện giờ mình sẽ sửa hai cái món đầu này luôn. Để một lát nữa mình xây win nha. Ở đây mình sẽ phân gã ra. Mình sẽ tách ra nha anh em. Hai trao thì tương đương với anh em sẽ xây được hai cái win. Thì cái win hồi tối mình đã xây được một cái win sum mình. Một lát nữa mình sẽ cộng cái win sum này lên cộng 6 cho anh em xem nha. Mình tháo cái win xuống nè. Rồi bắt đầu mình nâng cấp nha. Nâng cấp lên cộng 6 nha anh em. Không có lên cộng 7 được thì các anh em chơi cái hội cộng 6 được rồi. Cộng 6 nó cũng lên chỉ số cho mình khá là cao. Ở đây đã làm cái nhiệm vụ này xong. Tiếp theo nè, nhận nhiệm vụ nè. Và đi làm cái nhiệm vụ mới nha. Nhiệm vụ mới bên đây thêm bao nhiêu level nữa anh em à. Cấp độ tối thiểu là phải 8 cái level nữa nó mới cho dùng. Thấy chưa? Báo chưa anh em à? Cực kỳ báo nha. Không sao nha anh em. 8 level cũng rất là nhanh thôi. Không có chuyện gì khó. Chỉ sợ là mình không làm thôi anh em. Từ ở giai đoạn là các anh em giữ level 400 thì mình farm không bùa biết gì hết. Thì nó lên cũng rất là nhanh. Không cần là phải có bùa nhiều đâu. Chỉ cần anh em solo thôi là được anh em. Không cần phải dùng bùa nhiều nhé. Nguyên cái set đồ cộng 93 sao không chừa. Còn bây giờ thì đợi những cái set đồ random. Các anh em thấy nó có một cái gì đó nó hơi sai sai chưa anh em. Và mình sẽ cộng thêm một chút xíu mana nữa cho em ấy nha. Ở đây mình còn là 198, mình sẽ cộng vô mana nữa nha. Mình sẽ cộng 200 điểm vào trong mana để mình lấy một cái lượng công phép tốt nhất có thể. Thì ở đây là mình đi cho nó là full bên MB. Là một cái cộng phổ thông và chính thống cho em ấy. Tại vì sum mà anh em, mình có lụm được một cái cây này đây. Mình mới vừa cộng 6 lên luôn nha. Lấm được một cái công cụ cộng lên cho nó 6 thì cái tăng cái lượng phép lên là 57% và tỷ lệ là gia tăng phép thuật theo cấp độ là đi theo cái hệ cái máy luôn. Rất là nhanh luôn anh em ơi. Còn thiếu 3 nữa nha. 3 nữa là mình mặc cái cánh này lên thì ở đây là phòng thủ của mình cộng thêm là 34, sát thương tăng là 24% và sát thương hấp thụ là 24% nè và nó tăng tốc độ di chuyển cho mình lên. Cái win nào cũng vậy nha. Đeo lên rồi thì các anh em sẽ bay nhảy nó sẽ lẹ hơn rất là nhiều. Đang có một cái win luôn anh em nhưng mà tháo xuống làm gì anh em mà rồi đợi ở đó mắc chạy bộ. Các anh em thấy gì chưa? Mắc chạy bộ nha. Và ở đây là mình đã gắn một cái skill đó là giật xét và kèm theo hai cái boost, một cái là phản và một cái là tăng đam nha anh em. Con sum này theo mình đánh giá thì nó cũng farm rất là khỏe. Nhưng cái kỹ năng này nó cực kỳ tốn mana luôn anh em à. Mana mình đã cộng full mana rồi nhưng mà nó không cho ra được luôn. Mình sẽ sử dụng cái kỹ năng này đặng cho nó bớt tốn mana nha. Ở những cái phiên bản chuẩn của PC thì cái skill mà hút HP như gì á nó cũng rất là lợi hại nha. Nó đi theo một cái là giật xét, hút HP và kèm theo đó là phạt. Vô cùng lợi hại đối với em ấy. Đeo cái win lên được rồi thì anh em đi về làm nhiệm vụ anh em ơi. Nếu mà chưa đủ điểm làm nhiệm vụ á thì mình đi xây win luôn nha. Và ở đây farm một chút xíu lấy lên một cái phần level là 220 để mình làm nhiệm vụ học luôn cái bộ kỹ năng và về xây win cho anh em xem nha. Chỗ này là chỗ quyền thổi của mình, farm những cái huy hiệu, farm những món đồ lõm và farm những viên dây ve ở đây. Đây là một cái nguồn thu nha anh em. Nếu mà bãi đông quá thì các anh em có thể là lòn lách đi kiếm những cái bãi khác để mà mình farm kiếm nguồn thu vì chơi theo dân cài. Dân cài á thì các anh em kiếm một cái win một cực kỳ dễ ở cái con game này. Các anh em không cần phải chen theo những cái item đắt đỏ hay là những cái item hiếm và mình có thể là chơi cái từ từ anh em. Ví dụ anh em farm ra tạo ạt liên tục, các anh em tích những cái món đồ như vậy
ra những món đồ như vậy, các anh em có thể là đi bán vào một cái shop. Bán vào cái shop các anh em có được những cái điểm như gì đây? Có được những cái điểm ở dưới đây là một cái điểm lucky. Cái điểm lucky này cho chúng ta ra những cái viên ngọc. Mình thấy cái tỷ lệ ra trao ở đây nó rất là nhiều, các anh em có thể là kiếm trao ở đây để đi xây win nha. Thì mình bữa hổm là 300 điểm mình xây ra được 3 trao, nó rất là ngon anh em. Có trao rồi thì anh em nắm trong tay cái win một tầm khoảng 60%. 60% thì nó cũng rất là này nọ nha, chứ nó không phải quá đen đâu. Một lát nữa mình sẽ về xây win cho anh em xem, và ở 60% này xem là cái vận may của mình nó có mỉm cười với mình nữa không nha. Đã qua được cái map Daivas, qua được map Daivas các anh em phan nha. Các anh em hãy về cái map là Logenkia. Nếu mà các anh em đã đủ cái lượng gen rồi thì các anh em không cần phải đi lấy gen. Còn mình chưa đủ cái lượng gen thì mình bắt buộc phải đi lấy gen nha. Mình sẽ đi lấy 20 m. Các anh em không biết làm nhiệm vụ ra sao thì các anh em qua cái map là Daivas cho mình. Khi mà qua được bên cái map Daivas rồi thì các anh em tiến lại cái chỗ làm nhiệm vụ. Thì cái này là mình đã có review anh em rồi. Thì lại đây các anh em giao nè. Và ở đây là người ta sẽ đợi rất là rõ ràng. Thì người ta có hỏi mình chịu không, thì tôi sẽ đi tìm nó đây. Thì các anh em sẽ kiếm cho mình một cuốn sách đế vương nha. Về cái map Logenkia, các anh em mua cho mình những cái vật phẩm để mà mình làm nha. Các anh em không biết rồi, các anh em muốn không có cần chạy qua chạy lại thì các anh em cứ việc mua đi, nó rất là rẻ, nó không có mắc đâu. Các anh em mua mua nhiều vào đây, mua nhiều vào nha. Mua nhẫn vàng huynh nữa nè, mua này nữa nè. Các anh em hoài nghi cái gì thì các anh em có thể là mua luôn, mua để mà mình đi làm nhiệm vụ đây. Mình mua luôn, tiếp tục đi lại là giao nhiệm vụ nha anh em, vì cái đó người ta bán bằng gen nó rất là rẻ, không cần phải đi kiếm gì hết. Đây mình sẽ giao cuốn sách đế vương tiếp tục đây, vui lòng vẫn tiếp tục. Người ta phải kêu mình mua cái con mắt này nè, hôm nãy mình mua con mắt mà mình mua không có cái chỗ trống để mình mua thì bắt buộc phải đi về đây mua lại cái con mắt nữa nha. Mình sẽ bán cây rìu gãy nè, rồi mình bán hai cái giọt nước mắt nè. Mua xong hình con mắt đó anh em lại đây giao nhiệm vụ tiếp nha. Tiếp tục là giao nhiệm vụ tiếp nè, và qua bên Malon này giao nhiệm vụ luôn nha. Chiếc nhẫn quang vinh nè, tôi sẽ đi tìm nó nha. Như là xong rồi nha anh em. Qua hiện giờ nó báo là mình không học được mấy cái kỹ năng nè anh em ơi. Để mình xem, mình bấm vô sử dụng nè. Năng lượng yêu cầu là mình đã có đủ hết nè. Mình bấm vô nó để cái dòng là không có cái dòng auto attack. Cái dòng là item cộng không cái gì mà. À cái này chắc nó thiếu cái cuốn sách hay gì rồi. Từ từ nha, từ từ cho nữa mình kiếm cái vũ khí rồi mình học mấy cái này sau. Đi về rồi cái map là Noga để xây win anh em ơi. Quá nóng mũi rồi anh em à. Mình sẽ bỏ một bộ ở trong đây trước nha, để mình lấy cái lượng ngọc cho nó nhiều chút xíu. Ok, như vậy là mình tiếp tục qua cái con DL mình xây nha anh em. Bên kia mình bán những cái vật phẩm nó không được anh em ơi. Nó bảo là chống cái anti hack gì đó anh em. Cái đậu bắp nó. Hôm nay làm cái clip của cái con sum mà bây giờ mắc qua con DL làm tiếp tục nha anh em. Đầu tiên thì mình sẽ vào trong đây mình phân gã những cái viên ngọc này ra đây. Mình sẽ phân gã là 5 viên nha. Lần lượt đổi những cái món đồ vô anh em ơi. Bấm vô đồ là nó bị đứng, không có bấm gì được hết. Bấm vô đồ là nó bị đứng, là mình không có di chuyển gì được hết. Nó khá là ngoằn ngoèo luôn. 60% để mà mình xây một cái cánh đây. Ok, như vậy là nó đã cho xây một cái win nha anh em. Các anh em tới đây các anh em nghĩ sao anh em ơi? Lên. Rồi ra thêm cái win sum nữa. Cái gì vậy, cái win sum lúc nha. Cũng được. Nhờ có lúc anh em ơi. Không có lúc coi như là xong luôn rồi. Xong luôn. Đậu xanh. Tại sao mà lắm win sum vậy, chứ không lẽ tạo thêm hai ba con sum nữa chứ. Mình còn một cái mình sẽ xây thêm một cái win đó nha anh em. Lỡ sum mà mình cho nó sum luôn nha. Ok, chiến thôi nào. Ra đất quay hay đất kia anh ơi. Con nào cũng được hết, đất quay đất kia làm nó mới có hy vọng, còn không ra mấy cái đó ra sum nữa thì coi như là gồi luôn. Lắm sum vậy nè, nguyên một cái dàn ạt sum không treo cho nó sướng nha. Tỷ lệ hiện tại cũng là 60%. Làm anh em ơi, tiếp tục. Rồi, cái sum tiếp. Cái gì mà sum hoài vậy anh em, ba cái win sum luôn, đậu xanh. 60% nó dễ ra thì anh em, nhưng mà nó ra toàn win sum. Những cái con game khác á, là nó sẽ ra cái con là cung nữ, còn cái game này á, nó ra toàn là sum ba phát lặn luôn, ba phát nhưng mà toàn sum không nha. Mà lên trên đây mình xây xem là nó có ra được cái viên trao nào không. Nếu nó ra được cái viên trao nào nữa là mình quất nữa nha anh em. Hy vọng nó sẽ ra được một cái viên trao nha. Xây nào anh em. Rồi ra được một viên bơi, đậu bắp thiệt. Bơi thì mình đầy anh em à, đâu có cần bê đó. Cắt vào trong gương tiếp anh em ơi. Có đồ để đổi nha, chừng nữa mình kiếm đồ mình đổi nha. Ở đây thì mình có một cặp gậy để cho Magit đây. Ở đây có một cây 10%, một cây 7. Như vậy là mình bán cái này. Cái này là cái cây 7 nha. Mình bán mấy cây đó. Ở đây là mình mấy cây này là mình mới cộng đây thôi. Như vậy là đi lại đây bán nha anh em ơi. Và video của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở video clip lần sau nha.